bây giờ mình sẽ thoát khỏi cái khu vực này để mình về thoát khỏi khu vực thủ đô Austin để mình bây giờ mình về thành phố Dallas, thành phố lớn thứ nhì của tiểu bang Texas sau Houston. Texas đó thì nó có Dallas, Houston là thành phố lớn nhất. Austin này ở trên này là Austin là cái thủ đô của thành tiểu bang thôi, nó không có lớn bằng những thành phố khác. Đang dẫn chạy xe đạp. Đường trong nội ô này không có đau thao, đặt là đường số 1, số 2, số 3 không. Giờ mình nghe nhạc cà tên cổ đi ha. Khi mà mình bắt nhạc là mình thôi nè, đăng lên YouTube bị dính mũi người. Bây giờ này mình đang nghe nhạc nè, có bản quyền mình đăng rồi mình thu vô, bỏ vô nó dính đâu có bản quyền. Bây giờ mình đang chạy về hướng đông bắc, có nghĩa là north east là đây tây. Bây giờ mình chạy ra đường 35. Texas Law Center nè, đây là khu hành chánh nè. Đây là khu hành chánh không nè. Các bạn đang nghe bài hát Những Cỏ Cho Em do ca sĩ Bolero Quang Lập và nghệ sĩ Nhân Hậu trình bày. Ca sĩ có tuổi như có tên nhưng mà không nổi tiếng, tại vì đó là hàng xuyên sẽ tặng bạn chung tình chiếc nhẫn kem kem. Rồi đang quay lấy bên, rồi đang quay lấy, rồi mình đang ăn rồi quay cho cô hôm.
bài hát Tân Cổ Vô Duyên Nhẫn Cỏ cho em, Quang Lập và Nhân Hậu. Quang Lập đã chuyển sang ca cổ tại vì Bolero đã hết thời. Quang Lập là ai vậy? Một ca sĩ giọng ca đông chân tình, giọng ca để đời. Ủa nó cho mình về không vậy? Trên đầu mình là một chiếc trực thăng đang bay. Đó là trực thăng của cảnh sát đang quần bắt tội phạm. Những người công nhân đã đang làm việc làm đường. Cái nào lại rồi cửa nè, bấm nè. Được rồi, lấy lên ra cửa bấm nha xịt. Đây là chiếc xe nó đang chạy cấp cứu. Đúng rồi, tại vì tên đầu nó có chiếc thang đang bay là có bị tên đó. Có một tai nạn hay là có cái gì đó. Trực thăng nó bay vòng lượn nó bảo vệ hiện trường. Trực thăng nó bay đầu không? Đen là bạc gì? Ủa, 35 triệu. Đâu?